Chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người đến với video clip tiếp theo của mình. Chứ vợ nói tiếng Anh dữ vậy mày. Chứ sao biết huynh, thời đại công nghệ 4.0 à, phải nói tiếng Anh cho nó sang. Mà nói sai nhiều quá nha. Ủa, sai chỗ nào? Ông giải thích cho tôi coi. Hồi nãy ông nói câu gì nói lại. Hello, xin chào. Hello tức là xin chào. Vậy hello xin chào vậy thành ra là xin chào tất cả mọi người, thấy dư không? Đúng rồi. Video mà nó nói video clip cái nữa mày. Không sai, video tức là clip rồi. Mà giờ video clip nữa là sao trời? Tính ra mình nói sai dữ ta. Có một câu mà mày sai 3-4 chữ luôn chứ ơi. Nhưng mà tôi thấy ở ngoài đường với trên mạng người ta nói vậy không á. Người ta nói là một chuyện, đúng sai là do mình chọn lọc để học bồ ơi. Đúng rồi. Mà tôi mê tiếng Anh dữ lắm. Không biết sao, nói ra câu nào là sai câu đó à. Coi dốt tiếng Anh quá, thì hỏi tao, tao chỉ cho. Cái gì? Bọn mày tưởng mày đủ năng giống, đủ trình độ để dạy tao hả? Ê Vinh, mày là giáo viên tiếng Anh mà, nghỉ dạy qua YouTube lâu rồi, giờ con dạy được không? Dư sức. Đây là cái lịch dạy học của ông Vinh nè, đem dán trước cổng, mấy em đi qua đi lại mua đồ nó thấy, ngày mai tự đi học à. Nó dán ngoài này một cái. Rồi. Buổi học đầu tiên ngày hôm nay đó là tiết tiếng Anh. Có vụ gì giáo viên vừa dạy vừa cầm túi cháo húp nữa trời. Em còn có mấy muỗng cháo cho thầy húp cái đi. Hết rồi nè. Đây là lớp tiếng Anh tự do, cho nên các trò có thắc mắc gì thì cứ hỏi thầy, thầy giải đáp hết cho. Thầy ơi, em không biết cách đặt vị trí giữa tính từ và danh từ trong câu. Em cũng có nhiều cái không hiểu lắm. Ví dụ, teacher là giáo viên, giỏi là good, ghép lại teacher good là sai, còn good teacher là đúng. Em viết chữ xấu gì Thanh? Hèn gì xấu trai là phải rồi. Nhìn chữ của anh nè là biết chủ nhân nó đẹp trai cỡ nào rồi đó. Đó anh chị. ADJ là tính từ, còn anh N ở đây nó là danh từ nè. Đó, thì bây giờ thầy sẽ giải thích tính từ là gì. Là từ dùng để mô tả màu sắc, kích thước, chất lượng, tính cách. Còn danh từ là những cái sự vật, hiện tượng nói chung. Hiểu rõ chưa? Danh từ thì dễ rồi, còn cái tính từ mình chưa hiểu lắm thôi. Tính chất và kích thước của một sự vật. Bây giờ bốn trò hãy cho thầy cái ví dụ đi nè. Đầu tiên trò Chí cho ví dụ về cái tính từ là màu sắc coi. À, sẵn đây có cái bàn màu đỏ nè thầy. Đỏ là red, bàn là table, gáp lại là table red. Sai đúng rồi thầy. Em cầm này lên cho thầy ơi. Dạ. Em thấy tính từ đứng trước danh từ không? À, vậy làm sao? Vậy là ghép lại là red table mới đúng. Ừ, giỏi. Dạ, tiếp dạ, theo dạ, tới trò Thanh. Đây em nè, tính cách. Ừ. Như em nè, thân thiện, friendly. Ừ. Em là con trai, là boy. Ghép lại là friendly boy, tức là chàng trai thân thiện. Very good. Tiếp theo tới Tiểu Dương. Tính chất là những cái từ ở bên trong. Ví dụ như thằng Thanh này xấu trai nè. Xấu trai là ugly. Ghép lại là ugly boy. Ví dụ hay mà có điều hơi vô duyên nha. Tiếp theo tới trò Ngọc coi. Kích thước thì nó dễ nè, như là rộng, lớn, to, nhỏ, hẹp nè. Đó, ví dụ như cái viết này nè bạn. Cái viết này nó dài, dài là long, viết chì là pencil, ghép lại là long pencil. Giỏi, bây giờ em có còn thắc mắc gì về tính từ nữa hết. Công nhận thầy dạy dễ hiểu thiệt. Các bạn đã hiểu bài chưa? Chứ tụi mình là hiểu bài đó. Mấy kiến thức này em hiểu rồi thầy ơi. Thầy dạy thêm cho em mấy câu giao tiếp thông dụng để mai mốt anh đi du lịch nước ngoài nữa. Ví dụ như là What's your name? How are you? Em Phai Thanh Kiều and you. Ủa? Anh ví dụ thôi mà, mất gì em trả lời. Cái đồ nhiều chuyện. Ê, có câu nào chửi bằng này không? Dạy em với. Khi mà mình đang nói chuyện không phải chuyện của họ mà ai đó nhiều chuyện xen vô thì mình sẽ sử dụng câu None of your business. Thầy lặp lại được không? Em nghe không rõ. Ok, khi mà em nghe thầy nói câu nào nhanh quá em muốn thầy lặp lại đó thì em sẽ sử dụng câu Can you repeat? À, can you repeat? Đây, none of your business. À, none of your business. None of your business. Mai mốt chắc hết dám nhiều chuyện với anh Chi nữa rồi. Để ông thôi, mặt dính nước miếng tùm lum hết.
học tiếp theo là môn mỹ thuật. Hả? Trò chí cũng học môn này nữa hả? Trời ơi, hồi xưa môn này em cũng học dở lắm thầy ơi. Thầy cho em học với. Mỹ thuật là một bộ môn nghệ thuật mà đòi hỏi các em phải có năng khiếu. Ủa? Vậy năng khiếu là gì thầy? Tức là một cái khả năng vượt trội hơn so với người khác trong một lĩnh vực nào đó. À, để kiểm tra năng khiếu của ba trò, thầy có một bài tập. Mỗi em sẽ vẽ một tấm hình mà mình cho rằng là đẹp nhất rồi nộp cho thầy, ok không? Dạ. Rồi vẽ đi. Thế Thảo, em định vẽ con gì đó? Mình sẽ vẽ con thỏ nha các bạn. Còn em định vẽ con gì? Mình sẽ vẽ con ngựa cho nó đơn giản. Để gây ấn tượng với thầy, mình sẽ tạo ra sự khác biệt. Nếu hai đứa nó đã vẽ con vật, thì mình sẽ vẽ con người. Dòng này khỏi coi cũng biết mình thắng chắc rồi. Hai đứa này còn nhỏ, sao mà nó đấu lại mình? Mình vẽ xong rồi nè, bây giờ bôi mấy cái nét hờ nha. Chị Thảo vẽ lẹ ha. Bây giờ mình mới xong nè. Tiếp theo là bôi mấy cái nét phác họa. Đang vẽ mà quay phim, làm sao để tôi tập trung mà tạo ra những kiệt tác được? Ảnh của A Ngọc cũng đẹp ha. Tay của chị Thảo. Sau khi xem xong ba tác phẩm thì thầy thấy trò Thảo với trò Ngọc vẽ sai nhiều quá. Còn riêng trò Chí á thì em đi về luôn đi. Ủa, em vẽ sao mà thầy đuổi em vậy? Cho em biết lý do đi. Em vẽ như gì thì làm sao mà thầy dạy em nổi? Thầy ơi, thầy đừng có đuổi em, cho em một cơ hội đi, em sẽ cố gắng hơn mà. Thầy hỏi em, tất cả những vật thể trên đời này khi vẽ bắt nguồn từ những hình gì? Trời ơi, dễ ợt. Vậy thầy cũng hỏi nữa, ví dụ như bàn tay đi thì là hình bàn tay, bàn chân thì là hình bàn chân. Anh sai rồi, không có phải đâu. Đi theo em nào, để em chỉ cho. Như cái lòng bàn tay mình nè, là cái hình vuông. Đây, vuông. Cái rồi. Hình vuông. Mấy cái ngón tay mình là mấy cái hình chữ nhật nhỏ. Đây, để em vẽ cho mấy hình chữ nhật nhỏ nè. Sau đó phát quả thêm, nó sẽ thành cái hình bàn tay. Wow. Sao không hiểu gì chứ ta? Chốt lại, những vật thể trên đời này khi vẽ nó bắt nguồn từ những hình cơ bản nhất, như là hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn. Sao hai đứa này càng nói mình càng không hiểu? Tại chắc vì, là không có năng khiếu rồi. Tại vì trò không có khiếu, cho nên á thầy và các bạn đây nói cách mấy thì trò cũng không có hiểu. Thôi, em không học nữa, thôi thầy em về. Đi về đi em ơi. Rồi, bê dạy không chết luôn mà không học được, học tức thiệt. Chốt là những cái môn năng khiếu nó phũ phàng vậy đó. Không có khiếu thì học cũng được, nhưng mà thành tựu nó không cao. Có một điều lạ nha, thấy mình dạy là trời mưa các bạn ơi. Mưa rồi thầy ơi. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh, hãy nhấn đăng ký, like với chuông nha. Sĩ tóc tai để bù xù như vậy nhìn nó mới ra dáng. Trời ơi, hai tay bận đàn rồi tay nào đâu chải tóc lên, tóc có đâm mắt đau cũng chết luôn vậy đó hả? Cái tiết học này trò Chí cũng tham gia nữa à? Dạ, con mẹ em học dở lắm, thầy cho em học đi. Bộ thầy quên câu học, học nữa, học mãi hả thầy? Cho một tràng pháo tay tán dương tinh thần của trò Chí đi. Không, chỉ
bây giờ nó học rồi nó rớt, nó học nữa, nó học mãi phải rồi. Ủa, thầy nói xấu em gì vậy? Thầy nói môn âm nhạc này là một bộ môn thiên về năng khiếu. Cái gì? Năng khiếu nữa hả? Mình coi mấy clip TikTok, thấy mấy chị gái xinh đẹp gái đàn tranh ở trên đường phố, hình ảnh nó đẹp gì đâu á. Còn mình thì thấy thầy đàn guitar hay lắm, cho nên mình chọn đàn guitar, đi đâu mang theo cũng được chân á. Thầy, trong ngày hôm nay thầy phải dạy em đàn được y chang thầy vậy đó. Còn mình thì thích những tiếng nhạc du dương, nên mình học violon là hợp nhất. Đã nói đây là một cái môn năng khiếu rồi, không phải trò muốn học là học được đâu. Mà đầu tiên thầy sẽ cho một bài tập, các em mỗi người lần lượt hát một bài mà mình cho rằng là mình hát hay nhất, để cho thầy kiểm tra khả năng. Em nào có khiếu thì ở lại học, còn không có khiếu thì đi về nhà. Ok chưa? Ok thầy. Mình xin trình bày ca khúc rồi mình sẽ hạnh phúc. Gọi vô đẹp khúc luôn đi cưng ơi. Rồi hai đứa cố gắng lo cho sự nghiệp tương lai, mình sẽ vẫn giữ mãi một tình yêu lâu dài. Từ nay mình sẽ cố gắng để bước qua bao thăng trầm, cùng đời bao nhiêu khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Chỉ sợ tình yêu mình chưa đủ lớn, sợ phải mất nhau ở tuổi đôi mươi. Ok, quyết định là Á Tiên sẽ được học tiết âm nhạc của mình nha. Lấy cái đèn xích vô cái bụng em qua không lọt. Ăn cho nhiều vô rồi bập thay. Trò hát bài gì? Con hát bài Cô Đơn Dành Cho Ai của Na và Ly Ken. Ok, rồi vô đi. Con tim em thay lòng đề rồi niềm đau thay bao mặn nồng. Bước chân em đi về chẳng còn ai mong. Được sắm 2-3 năm đồng đề rồi nghe tính em đi theo chồng. Thôi đi trời ơi, bây giờ trò hát mà thầy không biết đường đấy mà thầy điểm đàn theo luôn á. Trò hát sai nhịp hết trơn à. Nhưng mà em ơi, em nhạc lắm, em hát không được, vậy thầy chỉ em đánh đàn đi. Ông thầy ông không dạy mình chơi đàn các bạn ơi. Ông sợ sau này mình tạo ra thảm họa âm nhạc. Ông chỉ cho mình chơi đàn mũ thôi. Được mình nha các bạn. Trò hát bài gì nè? Dạ em hát bài Chiều Đồng Quê. Của ca sĩ nào vậy? Của H2K. Ok. Mồm đang mụn đồng, đang vắt véo trên mình trâu. Ngân tiếng tiêu sầu hoài, nhìn theo câu hát đưa duyên. Đông đu mênh mông, nắng mưa cùng nhau gấp cầu. Mồm dòng sông nước xuôi giữa hai mái chèo. Tình mình tuy nghèo tết càng biển đông, thương mến thêm măng nồng, chờ ngày mai cây lúa đơm bông. Rồi được rồi em ơi, chúc mừng em đã vượt qua được bài kiểm tra năng khiếu của thầy. Wow. Thì chút xíu nữa mình giá tiền học đàn rồi. Tiếp theo là tới trò chí. Em đã ngồi đi đợi thầy tự chiêu. Em hát bài gì nè? Dạ, bây giờ em hát giọng cổ nha thầy. Thầy đàn cho em nên giọng cổ, thầy không biết đệm. Em hát luôn đi, thầy ngồi kiểm tra năng khiếu thôi. Dạ, ok. Anh chỉ từ nay anh sẽ không còn sợ cô. Đừng. Ủa? Mới hát có con câu đi đâu hết trơn trời. Thầy, rồi thầy có dạy violon cho em không vậy? Không ai như ông thầy nè trơn á. Người ta muốn học đàn violon không chịu dạy đâu. Đưa cho cây đàn mũ ra ngồi chơi gì nè. Thôi anh Chí ơi, anh đừng có buồn nữa. Em cũng đang chơi đàn mũ đây nè, có khá hơn anh đâu. Cũng không trách được, chắc là họ không hiểu được âm nhạc của mình. Phải không huynh đệ? Nhìn chung á, học đàn là mấy trò phải thật là kiên nhẫn. Luyện cho mấy ngón tay của mình nó điêu luyện trước một cái. 3 dây trên là mình sử dụng ngón cái để đàn, còn 3 ngón còn lại là đàn ở 3 giây cuối cùng. One
hour later. Tiết văn học này thầy sẽ dạy cho mấy em bốn cái thể loại thơ phổ biến: ngũ ngôn tứ tuyệt, thơ đường luật, thơ lục bát và thơ thất ngôn bát. Thôi không học mấy thơ đó đâu thầy ơi, nghe nhức đầu lắm. Chứ bây giờ em muốn học thơ gì? Bây giờ hot nhất là thơ thả thính đó thầy. Thơ thả thính là sao? Tức là người ta thể hiện tình cảm cảm xúc qua bài thơ cho một bạn khác giới. Ví dụ ví dụ như là: chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần nghiêng đủ lòng anh là vừa. Dạ, thơ của anh Chí cũng khá đó, nhưng mà còn kém lắm. Hả? Hồi sáng mới học tiết tiếng Anh của anh Vinh, sẵn để áp dụng vô làm thơ luôn. Wow. Nếu cậu buồn thì cứ khôn mì, đừng để trong lòng nó heo thì. Đẳng cấp. Thơ thả thính này ai đại có biết không cưng? Không giấu gì anh và các bạn ở đây, cái trình độ ngâm thơ của em đã đạt tới cái mức thượng thừa, dung hòa với vũ trụ, hòa hợp với vạn vật tự nhiên. Nghĩa là sao anh cũng chưa hiểu lắm nè. Nghĩa là em gặp cái gì em cũng có thể làm thơ được hết trơn á. Cái gì ghê vậy? Ở này có mấy con gà đang ăn thóc, cưng làm thơ thả thính liên quan tới con gà coi. Cục tác một tiếng là gà, cục cưng một tiếng thì là gọi em. Ở trên trời có mấy con chim kìa, đâu em làm thơ thử coi. Chim đói chim tìm con sâu, anh nhớ em anh sầu con tim. Anh Vinh có nuôi con chó kìa, bây giờ làm thơ có con chó như vậy nó mới dở. Cơm đâu nuôi chó nuôi mèo, để nuôi cục vợ sướng nghèo cũng vui. À, đại sư phụ nhận đệ tử một lời. Các em muốn học thơ thả thính á là phải học từ vựng tiếng Việt nè, nghiên cứu trên mạng. Các em phải tập trung vô nghe. Thầy ơi, chứ nghe sao chúng tả rồi kìa. Em này hay nè, hồi nãy giờ thầy đợi em đó. Ngay cái chỗ này chứ gì. Đó, thế là xong. Không phải đâu thầy ơi, cái chữ nghiêng nó bị dư chữ g ở khúc cuối kìa. Em này được nè. Đó, bôi cái chữ này vậy mới đúng nè các em. Không phải thầy ơi, cái chữ nghiêng này á dư chữ g nhưng mà thiếu chữ h ở giữa rồi. Như vậy mới đúng nè. Gặp thầy sao chính tả cứ giữ nó rồi. Thôi thầy này, hồi nãy á mình dạy á trời nắng đẹp lắm, bây giờ thầy dạy sao trời mưa luôn rồi. Thôi thôi đi vô nghỉ luôn đi. Mấy em học sinh này không có tôn trọng giáo viên gì hết trơn á. Qua một ngày dạy học hôm nay thì đầu tiên là bộ não mình khá là đầy mệt mỏi á mọi người. Tiếp theo là khiến cho mình có một cảm giác giống như là trở về những cái năm trước được làm giáo viên chủ nhiệm của các học sinh lớp 10, rất là vui luôn. Và phần lớn á, những bạn học sinh sẽ nghĩ rằng giáo viên rất dễ, ông thầy bà cô chỉ vô lớp rồi giảng bài thôi, quăng bài tập cho học sinh đi về nhà học bài làm cũng chết luôn đó. Thực tế á, học sinh có cái cực của học sinh, còn giáo viên có những cái nỗi cực khổ của riêng họ. Ví dụ như học sinh cực là phải học bài, phải giải bài tập, còn giáo viên cực là phải soạn giáo án, rồi phải tìm cách truyền tải kiến thức làm sao cho học sinh mình dễ hiểu. Đó, mỗi người có một cái cực riêng. Rồi tiếp theo là video này á, thay vì mình làm một series rất là nhiều tập, mỗi clip mình dạy một môn, nhưng không, mình gom 4 môn lại thành một clip để cho các bạn xem đã luôn. Nhưng mà khi các bạn xem đã rồi thì đừng có quên là phải đăng ký kênh, bấm like để bấm chuông thông báo để ủng hộ mình. Đấy, và đồng thời là chia sẻ video này cho mọi người hay là bạn bè của các bạn xem để mà biết đến kênh của mình. Chỉ mong thế thôi. Bây giờ thì hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Đừng hết đạn ơi, hai đạn cái đi bạn ơi. Lần trước thì bị thằng Vinh tập kích, lần này tới thằng Chí tập kích mình. Thằng Bạch đầu bếp làm sao có tuổi như mình. Đi, mà hết một băng đạn rồi. Kệ, một băng đạn cho một băng đạn. Mày lại chết. Mày lại chết. Mày lại chết. Cái gì vậy? Chúng tôi hơn là người ta cho tôi một mạng như nơi. Thôi, cái gì đó mày dùng trái tiêu gì mà đầu bếp. Nó bị cái bóng bể hết một cái bóng bóng rồi. Thiệt không? Chúng tôi hết đạn rồi, trả cho tôi đi. Rồi lấy cái súng ra, đưa cái súng ra cho tôi đi. Thôi để nó qua bên này đi, để nó qua bên này đi. Rồi, đứng dậy. Đi, tha tôi đi. Biết Bạch đầu bếm nằm đâu không? Không biết, đứa đang kiếm nó hả?